Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, xăng tăng giá, thực phẩm tăng giá cùng rất nhiều thứ khác cũng tăng giá. Vậy làm như thế nào để hóa đơn tiền điện cuối tháng của các bạn sẽ giảm? Trong mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một số phương pháp hữu ích và cách sử dụng thiết bị điện đúng cách giúp tăng tuổi thọ thiết bị và giúp tiết kiệm điện ở mức tối ưu. Phần cuối chương trình trong mục chuyện từ Phố Hiến sẽ là phản ánh sâu về việc Hưng Yên tăng 14 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nút thắt tăng thứ hạng đã và đang được Hưng Yên gỡ hiệu quả. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Số liệu từ Cục Thống kê Hưng Yên, kinh tế Hưng Yên tính chung 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, vốn đầu tư ngân sách địa phương ước đạt hơn 890 tỷ đồng, tăng 21,65%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,08%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 13.658 tỷ đồng, giảm 5,74%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,02%, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt hơn 1.228 tỷ đồng, giảm 21,05%, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 7.096 tỷ đồng, tăng 3,13%. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định số 986, 987, 988 và 990 QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực giáo dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Công bố kèm theo các quyết định này là các danh mục thủ tục hành chính mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh 15 giờ ngày 4 tháng 4 do xu hướng tăng giá thế giới. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 334 đồng trên lít, không cao hơn 27.468 đồng trên lít. Xăng RON 95-3 tăng 442 đồng trên lít, không cao hơn 28.434 đồng trên lít. Dầu diesel 0.05S tăng 171 đồng trên lít, không cao hơn 25.530 đồng trên lít. Riêng dầu hỏa ổn định với mức giá của kỳ trước là 23.828 đồng trên lít. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 8 lần tăng, 3 lần giảm giá. Giá ga bán lẻ trong nước đã giảm phổ biến từ 29.000 đồng tới 31.000 đồng với mỗi bình ga 12kg kể từ ngày 1 tháng 5. Sau khi giảm, giá bán lẻ ga đến tay người tiêu dùng không vượt quá mức 282.000 đồng trên bình 6kg, 507.500 đồng trên bình 12kg, 1.902.000 đồng trên bình 45kg. Như vậy, sau 3 tháng giá ga tăng, mặt hàng thiết yếu này đã quay đầu giảm giá, là tin vui cho các bà nội trợ trong tháng 5. Theo Tổng cục Thống kê, với 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương với số vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 104,8 nghìn lao động, tháng 4 năm 2022 trở thành tháng có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao nhất từ trước tới nay. Cả nước còn có 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63,6% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 508 QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2012, điều 1 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo chiến lược sẽ xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế, ra soát điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Theo thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Áp dụng với xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy trở lên trong 1 năm. Cũng theo thông tư này, trong một số trường hợp, công an cấp huyện sẽ đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Như các tỉnh miền Bắc miền Trung khác, Hưng Yên cũng đang vào hè, bắt đầu có những đợt nắng nóng, nhiệt độ cao làm cho nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Để sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả vào mùa hè, mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số phương pháp hữu ích cũng như cách sử dụng các thiết bị điện đúng cách để giúp các thiết bị này tăng tuổi thọ và giúp tiết kiệm điện một cách tối ưu. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Quynh, Phó Giám đốc Điện lực Phú Tiên, Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số những thông tin hữu ích về vấn đề này. Trong thời tiết oi bức của mùa hè, việc mua các thiết bị làm mát phòng luôn được người dân ưu tiên hàng đầu. Vậy với các thiết bị điện này thì người dân nên sử dụng như thế nào để vừa tiết kiệm điện mà vẫn đạt được hiệu quả tối ưu, thưa ông?
Đối với máy điều hòa nhiệt độ thì có chia hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chọn mua lắp đặt và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sử dụng. Nếu chọn mua lắp đặt, các hộ gia đình cũng tham khảo các hãng sản xuất, người ta khuyến cáo cho công suất điều hòa sẽ phù hợp với cả cái thể tích phòng. Khi lắp đặt sẽ lắp đặt vào những các vị trí để cái cục nóng được thoáng mát. Thế để sử dụng máy điều hòa nhiệt độ có hiệu quả thì các hộ gia đình cũng nên để nhiệt độ phòng đối ban ngày thì trên 26 độ trở lên. Thì đối ban đêm thì cũng nên để 27, 28 độ. Thì theo các chuyên gia phân tích đánh giá, khi mà máy điều hòa nhiệt độ mà giảm xuống 1 độ thì cũng tương đương với cả cái tăng cái sản lượng sử dụng lên 2-3%. Một cái lưu ý cũng quan trọng nữa, tức là trong cái quá trình sử dụng máy điều hòa nhiệt độ thì các cái hộ gia đình cũng nên lưu ý đến cái phần bảo dưỡng. Bởi vì máy điều hòa mà để chạy quá 6 tháng trở lên thì các cái bụi bẩn nó bám vào thì nó lại tắc các luồng không khí lưu thông ở trong cái điều hòa, cho nên cũng làm cho máy điều hòa cái hiệu suất nó rất là kém, cũng gây ra tiêu tốn điện năng. Một cái cách tiết kiệm điện năng nữa, tức là dùng kết hợp với cả quạt làm mát để cho cái không khí trong phòng sẽ lan tỏa đều, khi đó thì là cái lượng tiêu thụ điện năng nó cũng sẽ tiết kiệm được 2-3%. Thưa ông, vậy với các thiết bị điện tử là đồ gia dụng trong nhà như tủ lạnh, bếp từ thì nên sử dụng như thế nào để tiết kiệm điện năng? Đối với tủ lạnh, các hộ gia đình cũng nên chọn cái tủ lạnh nó phù hợp với cả nhu cầu sử dụng. Không sử dụng tủ lạnh công suất nó lớn quá, nó gây lãng phí, hoặc nhỏ quá thì không đủ nhu cầu. Thì còn khi lắp đặt nên để mặt sau của tủ lạnh cách tường 10-15 phân để cho phần nóng ở trong cái tủ lạnh được thông thoáng hơn. Chế độ sử dụng của tủ lạnh chúng ta cũng không nên để đồ thức ăn nóng ở trong tủ lạnh, và các cái đồ trong tủ lạnh cũng không được che cái quạt làm mát. Thế và đối với tủ lạnh thường thường là người ta thiết kế nó sẽ có hai ngăn, một ngăn đá và một ngăn mát, cũng đều có các cái chức năng để chỉnh nhiệt độ, thì chúng ta cũng không nên để chỉnh chế độ sử dụng công suất lớn nhất của tủ lạnh, mà thường các nhà sản xuất khuyên cáo là để mức độ trung bình, cũng là một cái rất hữu ích để tiết kiệm điện năng. Chúng ta cũng không nên mở tủ lạnh ra vào nhiều lần trong ngày, và cũng không nên để đầy đồ trong tủ lạnh trong thời gian dài. Đối với bếp từ, khuyến cáo là sử dụng các thiết bị có cái dán mát tiết kiệm năng lượng. Trong cái quá trình sử dụng thì lúc đầu đun nấu thường thường là các hộ sẽ bật chế độ cao. Thế nhưng mà cũng lưu ý là đậy vung vào để cho nó không bị mất năng lượng. Khi thức ăn sôi chín rồi thì chúng ta nên bật chế độ nhỏ hơn để cho nó phù hợp, và nhớ là tắt ngay sau khi không sử dụng để tránh mất an toàn cháy nổ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Quynh. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ được quý vị và các bạn áp dụng tại chính ngôi nhà của mình để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa hè này. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được coi là một nút thắt khi Hưng Yên luôn nằm trong top có chỉ số thấp trong cả nước với thứ hạng trên 50. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là đến năm 2023 nằm trong nhóm 45 và năm 2025 là nhóm 40. Thế nhưng kết thúc năm 2021, chỉ số PCI đã tăng 14 bậc. Đó thực sự là một kết quả ấn tượng cho những nỗ lực của Hưng Yên trong thời gian vừa qua, và nút thắt đang được gỡ một cách hiệu quả. Chuyên mục Chuyện từ Phố Hiến hôm nay xin được phản ánh sâu hơn về nội dung này. Những ngày cuối tháng 4, Hưng Yên vui mừng nhận tin chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã vươn lên thứ 39 trong cả nước. Xin chúc mừng tỉnh Hưng Yên chúng ta năm nay đã có một sự tăng trưởng rất là đột phá trong cái xếp hạng về PCI, đó là tăng tới 14 bậc. Điều này cho thấy là chính quyền Hưng Yên đã có một sự nỗ lực vượt bậc, và nhiệm kỳ này cũng là báo hiệu một cái nhiệm kỳ tôi rất tin là có sự phát triển, với việc cái đánh giá của các doanh nghiệp rất là công bằng, rất là khách quan, với sự phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho thấy là chúng ta đã có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh, và như vậy Hưng Yên sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh. Kết quả này đã mang đến niềm tin và khí thế mới cho chính cộng đồng doanh nghiệp tại Hưng Yên. Thì đây là một vấn đề là rất vui cho hội doanh nghiệp, và nhất là trong thời gian vừa rồi, hội doanh nghiệp chúng tôi là đánh giá rất cao cái vai trò của lãnh đạo tỉnh đã cùng đồng hành với các doanh nghiệp, lắng nghe được cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp. Chúng tôi có cái niềm tin vào đối với sự lãnh đạo của tỉnh, và nhất là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ càng phải quyết tâm hơn nữa để làm thế nào cùng với lại tỉnh là quyết tâm phấn đấu đưa cái chỉ số của chúng ta ngày một tiến lên. Nút
thắt về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được gỡ hiệu quả với việc tăng điểm các chỉ số như chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, tính minh bạch. Đây cũng chính là hướng đi mà trước đó tỉnh đã xác định rất rõ. Và để làm được điều đó, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn đề cao phương châm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ để chính quyền tận tâm và doanh nghiệp tận lực. Nhiều đề án chương trình đã được đưa ra như đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án này, cùng với đó là những cam kết mạnh mẽ, những sự chỉ đạo quyết liệt từ những người đứng đầu. Tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Một, xây dựng chính quyền mạnh, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kiến tạo phát triển, đồng hành hết lòng hết sức phục vụ và lấy doanh nghiệp và nhân dân làm trung tâm, trước hết và trên hết là nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản thủ tục hành chính, rà soát tối ưu hóa các quy trình xử lý giao dịch hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, đổi mới lề lối, tác phong làm việc và tăng cường kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. 2. Xây dựng và triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển với mục tiêu tầm nhìn dài hạn một cách rõ ràng, cùng với một hệ thống thể chế, cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 3. Tạo môi trường kinh doanh thực sự là thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và an toàn. Chính sự đồng hành, sẻ chia và hành động cụ thể đầy thiện chí đã khiến cho các doanh nghiệp rất cảm kích và tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Hưng Yên. Liên tiếp các dự án lớn đã đầu tư và cam kết đầu tư vào địa bàn trong năm 2021. Tính đến hết năm 2021, đã có trên 2.000 dự án đầu tư vào địa bàn. Những điểm nghẽn trong cải thiện môi trường đầu tư ở Hưng Yên đã và đang được giải quyết một cách hiệu quả và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi rất biết ơn với sự quan tâm của chính quyền tỉnh, đặc biệt cảm kích về việc các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đặt tầm quan trọng hàng đầu cho việc xuống tận cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc. Chính quyền cởi mở doanh nghiệp và tận tâm với doanh nghiệp thì không có cớ gì mà doanh nghiệp không nỗ lực hết mình để cùng với cả chính quyền đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tăng thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là những kết quả khả quan bước đầu, là niềm tin khí thế mới, nhưng nó cũng không cho phép Hưng Yên hài lòng mà dừng bước. Tôi tiếp tục phát huy những vấn đề mà chúng tôi đã đạt được và cần phải thường xuyên giám sát chặt chẽ hơn nữa và đẩy mạnh hơn nữa trong việc sát sao quản lý của các cấp chính quyền địa phương và đi đôi với tuyên truyền vận động. Và xác định là sự phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và rất lớn trong sự phát triển của tỉnh. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp và tháo gỡ tất cả những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến cái việc đầu tư sản xuất kinh doanh ở tại tỉnh. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đã tiếp tục sẽ tiếp nhận các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để phù hợp với lại nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong địa bàn là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư, có một đội ngũ nhân lực dồi dào cả về trí tuệ và cả thực hành cao hơn để giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Chính từ bước đệm này, với những lợi thế sẵn có, Hưng Yên sẽ tiếp tục có những đổi thay mạnh mẽ để thực sự gỡ hết các nút thắt trên đường đua phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Hưng Yên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ hòm thư tạp chí Kinh tế Phố Hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363089089. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần Gốm Đất Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm Đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.